Theo bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam quý 2 năm 2017, cả nước có khoảng 1,08 triệu lao động trong độ tuổi lao động thất nghiệp, giảm hơn 20.000 lao động so với quý trước đó và giảm khoảng 7.000 lao động so với cùng kỳ năm ngoái. Do đó, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi giảm còn 2,26%, mức thấp nhất năm quý gần đây. Và tuy nhiên thì nếu xét kỹ hơn về cơ cấu lao động thất nghiệp thì số người thất nghiệp có trình độ đại học trở lên là 180.000 người, tăng 44.000 người so với quý 1 năm 2017. Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm này là 3,63%, trong khi quý trước là 2,79%. Nhóm trình độ cao đẳng có gần 83.000 người thất nghiệp, giảm 21.600 người so với quý 1 năm 2017. Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm này giảm còn 4,96% nhưng vẫn ở mức cao nhất. Nhóm có trình độ trung cấp có gần 93.000 người thất nghiệp, tăng 9.400 người, tỷ lệ thất nghiệp là 3,5 người. So với quý 1 năm 2017, số thanh niên thất nghiệp tăng gần 27.000 người, lên mức 575.000 người. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên tăng lên mức 7,67%. Theo nhiều chuyên gia, thanh niên là nhóm tuổi yếu thế khi tìm việc do chưa có kinh nghiệm cũng như mối quan hệ để tìm được một công việc theo đúng ý muốn và chuyên ngành. Cũng theo bản tin này thì về mức thu nhập của lao động làm công ăn lương giảm so với quý 1 năm 2017, tuy nhiên tăng hơn so với lại cùng kỳ năm ngoái. Quý 2 năm 2017, thu nhập bình quân tháng từ việc làm chính của lao động làm công ăn lương là 5,2 triệu đồng, giảm 197.000 đồng, tương đương là 3,6% so với quý 1 năm 2017 và tăng 349.000 đồng, tăng 7,2% so với lại cùng kỳ năm ngoái. Quý 2 năm 2017, nhóm lao động có trình độ đại học và trên đại học có thu nhập cao nhất, đạt gần 7,5 triệu đồng trên một tháng. Đáng chú ý là thu nhập của nhóm lao động có trình độ sơ cấp là 6,04 triệu đồng, cao hơn so với lại trình độ trung cấp và cao đẳng. Và các bạn, chúng ta đang cùng gặp lại nhau trong chương trình tư vấn tuyển sinh của trường cao đẳng Y Dược Pasteur. Chương trình của chúng tôi được phát sóng trực tiếp vào lúc 11 giờ trưa thứ năm hàng tuần trên trang fanpage Tin tức Y tế Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, tình trạng cử nhân mới ra trường hoặc đã tốt nghiệp nhiều năm nhưng lại chưa có việc làm, thậm chí là thạc sĩ cũng chấp nhận làm trái ngành để được đào tạo thì không còn quá xa lạ. Và sau khi xem xong đoạn clip tư liệu với những con số biết nói vừa rồi thì hẳn là quý vị chúng ta đều cảm thấy lo lắng và quan ngại hơn về tình trạng thất nghiệp này. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra giải pháp lối thoát cho những cử nhân thất nghiệp cùng với sự đồng hành của thầy Nguyễn Hữu Định, giảng viên đến từ trường Cao đẳng Y Dược Pasteur. Xin chào thầy Nguyễn Hữu Định ạ. Cảm ơn thầy đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay, và thầy có thể gửi lời chào tới quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Vâng, xin chào Hồng Vân, xin chào quý vị đang theo dõi chương trình. Vâng, và ngay từ bây giờ thì quý vị và các bạn có những băn khoăn câu hỏi gì thì hãy đặt comment lên dưới video phát trực tiếp này để chúng tôi có thể trả lời cho quý vị và các bạn. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với chủ đề ngày hôm nay bằng những câu hỏi sẽ gửi tới thầy Nguyễn Hữu Định. Thưa thầy, thì qua clip tư liệu vừa rồi thì thầy đánh giá như thế nào về cái tình trạng cử nhân thất nghiệp và nguyên nhân thì theo thầy đánh giá là do đâu ạ? Vâng, thì tôi xin nói về cái vấn đề này. Thực tế trong những năm gần đây chúng ta thấy rằng tỷ lệ lao động tốt nghiệp đại học cao đẳng có tỷ lệ là thất nghiệp cao hơn các nhóm lao động khác. Điều này xuất phát từ một số nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trước hết là trong cơ cấu đào tạo hiện nay của chúng ta thì số lượng đào tạo đại học cao đẳng là cao hơn hẳn so với bậc trung cấp và sơ cấp. Hiện nay trong tỷ lệ đào tạo chung thì một người được đào tạo đại học chỉ có 0,36 người là cao đẳng, 0,68% là trung cấp và 0,86% là sơ cấp. Theo tôi, nguyên nhân từ nhiều phía. Cái thứ nhất là từ bố mẹ, gia đình hướng con em mình vào học ngành nghề gì. Trước đây chúng ta vẫn quan điểm là con cái học nghề gì để vào làm nhà nước sau này sẽ được nhàn thân. Tuy nhiên là cái thực tế của chúng ta là không phải như vậy. Thứ hai là tư vấn giới thiệu việc làm và hướng nghiệp cho các em học sinh trong nhà trường chưa thực sự được tốt. Và thông tin về thị trường lao động, nhất là việc kết nối cung và cầu giữa thị trường lao động với những người lao động cũng thực sự là chưa tốt. Nhiều học sinh, nhiều gia đình không nắm được các cái doanh nghiệp họ cần là loại lao động nào, cho nên là cái trình độ nào để hướng con em mình vào trong các cái ngành nghề đó. Thế là cái chất lượng đào tạo tại các trường cơ sở giáo dục đào tạo cũng là một cái những cái nguyên nhân mà dẫn đến cái tình trạng thất nghiệp. Việc mà hàng nghìn, hàng chục nghìn sinh viên tốt nghiệp ra trường không có việc làm gây lãng phí cho gia đình, xã hội. Tuy nhiên chúng ta ở đây cũng phải nhìn nhận một cái thực tế, không phải là tại chỉ Việt Nam mà tại nhiều nước trên thế giới,
số lượng sinh viên tốt nghiệp ra trường vẫn có tỷ lệ nhất định là thất nghiệp. Đấy. Không phải tất cả mọi người thất nghiệp đều có thể tìm được việc làm đầy đủ, và cái nguyên nhân đấy xuất phát từ cả sự khách quan là không có sự gắn kết giữa cung và cầu trong lao động. Vâng, cảm ơn thầy ạ. Có thể nói là như thầy vừa chia sẻ, đúng thực tế là xã hội có nhiều gia đình đó là bắt con em mình phải đỗ được vào các trường đại học, đúng không ạ? Rồi thì hướng con em mình vào những cái ngành mà hot trong cái thời điểm lúc bấy giờ. Tuy nhiên thì vì tình trạng đăng ký ồ ạt vào những ngành hot và đã gây ra cái sự dư thừa trong cái khâu đầu ra, và đó có thể là một nguyên nhân khá cơ bản dẫn tới tình trạng thất nghiệp như hiện nay của cử nhân, đúng không ạ? Vâng, đúng rồi. Thì đúng là cái xã hội thì đang tồn tại cái tâm lý là bằng mọi giá phải cho con em mình vào đại học, và sau khi là rớt đại học rồi thì mới hướng đến cái chuyện là học trường trung cấp hay là trường cao đẳng. Đây là một cái quan niệm hết sức là sai lầm, dẫn đến cái hệ quả là lượng sinh viên đại học tốt nghiệp thì ngày càng nhiều nhưng lại thất nghiệp hoặc có việc làm nhưng công việc không đúng với chuyên môn đã đào tạo, gây ra lãng phí cho xã hội và thiệt thòi cho cái bản thân người học. Đấy ạ. Rất nhiều cái sinh viên hiện nay là thiếu đi cái sự hướng nghiệp từ gia đình, từ trường trung học phổ thông, nên họ đã chọn sai nghề nghiệp, không phù hợp với trình độ, khả năng và nguyện vọng nghề nghiệp của bản thân. Các em là lao nhau vào học các trường đại học bằng mọi giá, trong khi là cái năng lực bản thân thứ nhất là không đủ trình độ để học đại học, hoặc là dễ bỏ dở giữa chừng, gây ra là cố ra trường nhưng cũng không tìm được các cái việc làm đúng chuyên môn và đúng những cái chuyên ngành mà mình được đào tạo. Trước đây thì cứ nghe đến học cao đẳng, không chỉ phụ huynh mà cả bạn bè cũng có cái nhìn là thực sự là không thiện cảm, bởi vì là lúc đó mọi người đều nghĩ rằng là mình phải vào đại học bằng mọi giá, rồi bây giờ phải trả giá vì cái sự lựa chọn sai lầm trong nghề nghiệp, bởi vì không căn cứ vào sở thích, khả năng làm việc của bản thân, dẫn đến là ra trường là nhiều năm là vẫn chưa tìm được việc. Thậm chí là bạn bè thì tốt nghiệp bằng này bằng nọ nhưng mà vẫn chạy xe ôm hay là đi ra ngoài để bán hàng kiếm sống. Và cái thực tế này là rất đáng suy nghĩ với chúng ta. Vâng, có thể nói là đây là một cái thực tế mà chúng ta ai cũng có thể nhìn được và rất là đáng suy nghĩ, đúng không ạ? Vậy thì qua những cái chia sẻ và phân tích vừa rồi thì có thầy có những cái hướng đi và giải pháp gì cho những bạn mà đã tốt nghiệp và mang trong mình một tấm bằng nhưng vẫn chưa thể tìm được công việc phù hợp với bản thân, không ạ? Vâng, hiện nay thì các bạn đã có trong tay một tấm bằng nhưng mà không tìm được một công việc theo đúng ngành nghề và thậm chí là thất nghiệp thì đây là không phải là một chuyện hiếm. Chính vì đó nên là nhiều người đã tìm cách chuyển đổi ngành nghề của mình sang lĩnh vực y dược, bởi vì lao động liên quan đến các ngành nghề y dược ở các cơ sở y tế tại nhiều tỉnh, thành phố hiện nay đang là tương đối thiếu. Nắm bắt được cái nhu cầu của thị trường lao động, nhiều bạn đã tốt nghiệp cao đẳng đại học ra trường nhưng cứ chưa có việc làm, đã tìm đến việc học văn bằng 2 ngày càng nhiều. Tôi thấy đây là một cái sự lựa chọn khá thông minh và đúng đắn. Tuy nhiên, cũng cần phải lưu ý người học văn bằng 2 cao đẳng y dược nên chọn những trường uy tín về đào tạo y dược như trường cao đẳng y dược Pasteur để theo học. Tránh chọn những trường cao đẳng đa ngành, không phải là những trường đào tạo chuyên về y dược để rồi ra trường là vẫn thất nghiệp. Những sinh viên học trường đào tạo về nhân lực y tế như trường cao đẳng quân y, trường cao đẳng y dược Pasteur thì chất lượng tay nghề sẽ hơn hẳn những bạn mà học cao đẳng điều dưỡng tại những cái trường cao đẳng mà không thuộc chuyên về đào tạo y dược. Điều ai cũng có thể thấy là những trường đa ngành thì cơ sở vật chất đầu tư cho trường học sẽ bị là dàn trải ra nhiều ngành nghề, từ ngành điện tử đến ngành sư phạm mầm non, tiểu học. Còn những trường y dược thì chỉ tập trung vào mua sắm cái trang thiết bị y tế phục vụ cho đào tạo những ngành học như cao đẳng dược, cao đẳng điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học. Do được cái sự đầu tư tập trung bài bản cho nên sinh viên trường cao đẳng y dược Pasteur có điều kiện thực hành, thực tập trong các hệ thống phòng thí nghiệm đạt chuẩn Bộ Y tế, và khi ra ngoài thì sinh viên trường cao đẳng y dược Pasteur có tỷ lệ gần như 100% tự tin có việc làm và làm được việc theo kết quả khảo sát ngẫu nhiên 100 sinh viên các ngành y học cổ truyền, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật xét nghiệm, y học hay dược sĩ. Vâng, cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của thầy, và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi một clip phỏng vấn những bạn sinh viên lý do vì sao theo học văn bằng 2 tại trường cao đẳng y dược Pasteur. Chào bạn, bạn có thể cho mình biết là tại sao bạn lại quyết định theo học văn bằng 2 tại trường cao đẳng y dược Pasteur không? Thực ra trước đây mình có tốt nghiệp văn bằng 2 cao đẳng điều dưỡng ở trường khác, nhưng mà mình chưa xin được việc tại vì các bệnh viện chỉ tuyển những người học trường chuyên y dược. Một thời gian tìm hiểu thì mình có thấy
Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur là một trường chuyên đào tạo về y dược. Mình đã quyết định học thêm văn bằng 2 cao đẳng xét nghiệm y học để có thêm cơ hội mới cho mình. Hy vọng là với tấm bằng tốt nghiệp cao hệ cao đẳng chính quy, mình sẽ có được một công việc ổn định. Chào bạn, bạn có thể cho mình biết là tại sao bạn lại quyết định theo học văn bằng 2 ngành dược tại trường Cao đẳng Y Dược Pasteur này không? Mình đã tốt nghiệp đại học kinh tế nhưng mà gia đình mình hiện nay thì đang kinh doanh dược mỹ phẩm ấy. Chính vì vậy thì mình muốn theo học văn bằng 2 tại trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Hà Nội để có thể giúp gia đình kinh doanh tốt hơn. Theo như mình tìm hiểu thì thấy là trường Cao đẳng Y Dược Pasteur là trường duy nhất có bệnh viện riêng để cho sinh viên có cơ hội thực hành lương cao tay nghề. Chính vì vậy là mình rất yên tâm khi mà chọn lựa học văn bằng 2 tại ngôi trường này. Chào bạn, bạn có thể cho mình hỏi một chút không? Được biết là bạn đang theo học văn bằng 2 cao đẳng điều dưỡng tại trường Cao đẳng Y Dược Pasteur. Bạn có thể cho mình biết là tại sao bạn lại quyết định theo học tại đây không? Thực ra em quyết định theo học tại đây bởi vì là hiện tại người yêu em đang là bác sĩ. Ngày xưa thì trong quá trình em điều trị bệnh tại bệnh viện thì người yêu hiện tại của em bây giờ đã chữa trị cho em và quan tâm ân cần chăm sóc. Thì bọn em nảy sinh tình cảm và trở thành một đôi đến bây giờ. Thì bọn em đang có dự định là về ra mắt gia đình hai bên. Bên nhà anh đấy thì bố mẹ anh đấy đều làm trong cơ quan ngành y ấy. Thì khuyên em nên chọn học văn bằng 2 cao đẳng điều dưỡng. Bởi vì là ngành điều dưỡng này là có nhiều chỉ tiêu tuyển dụng viên chức y tế trong bệnh viện. Em hy vọng khi ra trường với tấm bằng có uy tín tốt như trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cộng với sự quen biết nhiều người trong ngành y của bố mẹ chồng tương lai thì em sẽ trở thành viên chức y tế trong bệnh viện nơi mà chồng tương lai của em đang công tác bây giờ. Chào bạn, bạn có thể cho mình biết là tại sao bạn lại quyết định theo học văn bằng 2 Cao đẳng Y Dược không? Tại mình vẫn chưa có bạn gái. Mình nghe nói là trong trường y dược có rất nhiều gái xinh mạnh mẽ. Nên mình quyết định theo cao đẳng y dược là mong sau khi ra trường mình sẽ có bạn gái. Vâng, và qua clip phỏng vấn vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy là có rất là nhiều những lý do khác nhau để các bạn có thể đăng ký theo học văn bằng 2 tại trường Cao đẳng Y Dược Pasteur, đúng không ạ? Có những lý do khá là hài hước, nhưng cũng có những cái lý do mà chúng ta có thể thấy được nó rất là hợp lý và chính đáng. Vâng, và ngay bây giờ thì đã có rất là nhiều các bạn khán giả gửi câu hỏi về cho chương trình rồi, và thầy Nguyễn Hữu Định của chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp cho quý vị và các bạn. Hồng Vân xin phép được chuyển đến câu hỏi đầu tiên từ bạn Tiến Nguyễn là điều kiện và thời gian theo học văn bằng 2 cao đẳng dược là như thế nào ạ? Thầy có thể giải đáp cho bạn Tiến Nguyễn ạ? Vâng, rất cảm ơn câu hỏi của bạn Tiến Nguyễn. Thì tôi xin trả lời câu hỏi của bạn là để có thể học văn bằng 2 cao đẳng dược thì thí sinh chỉ cần đáp ứng điều kiện có một văn bằng từ trình độ cao đẳng trở lên, ví dụ như là cao đẳng xét nghiệm, cao đẳng điều dưỡng hoặc là sư phạm kế toán báo chí, kỹ sư hoặc ngành điện tử, có sức khỏe tốt, lý lịch trong sạch và ạ. Ngoài ra thì cái thời gian học của chúng ta sẽ có áp dụng với hai đối tượng. Đối tượng thứ nhất là với những bạn thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng của nhóm ngành ngoài ngành sức khỏe, ví dụ như là cao đẳng sư phạm, công nghệ thông tin hay kế toán thì thời gian đào tạo sẽ là 20 tháng. Còn đối với những bạn mà tốt nghiệp cao đẳng thuộc nhóm ngành sức khỏe như là cao đẳng điều dưỡng, cao đẳng xét nghiệm thì thời gian học của chúng ta sẽ là 18 tháng. Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của thầy, và hy vọng là bạn khán giả Tiến Nguyễn của chúng ta cũng như là rất nhiều các bạn khán giả khác đã có thể nắm được thông tin này từ thầy Nguyễn Hữu Định. Ngay bây giờ thì đến với một câu hỏi từ bạn Luân Thanh Phạm. Bạn hỏi là hiện nay tôi đã đi làm và có bằng cao đẳng sư phạm, nay muốn học chuyển đổi văn bằng 2 cao đẳng dược thì nhà trường có tổ chức học văn bằng 2 cao đẳng dược vào thứ bảy chủ nhật hoặc là buổi tối không ạ? Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Đây cũng là một trong những băn khoăn của rất nhiều người đã tốt nghiệp cao đẳng đại học của các ngành khác và muốn chuyển đổi văn bằng 2 cao đẳng dược ngoài giờ hành chính, là bởi vì rất nhiều bạn là đã trong thời gian đi làm rồi. Đấy ạ, thì trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tổ chức lớp học linh hoạt để tạo thuận lợi cho thí sinh có thể kết hợp vừa làm vừa học vào buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6 hoặc cả ngày thứ 7 và chủ nhật. Vì vậy, các bạn có thể lựa chọn thời gian thuận tiện cho mình và giờ giấc của bản thân.
Vâng ạ, đúng là khi mà tổ chức những cái lớp học vào buổi tối cũng như là cuối tuần như vậy thì có thể tiện lợi cho các bạn có thể lựa chọn thời gian, vì có khá là nhiều bạn cũng đã đi làm và kể cả những người đã có gia đình đúng không ạ, thì chúng ta rất là khó sắp xếp thời gian trong giờ hành chính. Vì vậy là đến với trường Cao đẳng Y Dược Pasteur thì các bạn sẽ có thể lựa chọn được khung thời gian học phù hợp với lịch trình của bản thân nhất các bạn nhé. Vâng ạ, chuyển tiếp sang câu hỏi tiếp theo từ bạn khán giả Tạ Quyết Phệ. Bạn hỏi là hồ sơ học văn bằng 2 cao đẳng trường mình thì gồm những gì ạ? Thầy có thể chia sẻ với bạn khán giả. Vâng, tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau. Là để có thể tham gia xét tuyển văn bằng 2 cao đẳng tại trường Cao đẳng Y Dược Pasteur, thí sinh cần phải đảm bảo các giấy tờ cần thiết và nhà trường yêu cầu. Cụ thể thứ nhất là bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng đại học và bảng điểm tương đương có công chứng. Cái thứ hai là một bản sao giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân. Là cái bản chứng minh thư nhân dân thì chúng ta photo công chứng. Cái thứ ba là sơ yếu lý lịch cá nhân có ghi đầy đủ thông tin và được công chứng xác nhận của chính quyền địa phương. Cái thứ tư là 4 ảnh 3x4 chụp trong vòng 6 tháng gần nhất và có ghi rõ thông tin cá nhân tại mặt sau của ảnh. Và một phong bì có dán sẵn tem, lưu ý là ghi rõ cái thông tin gồm thứ nhất là họ tên, thứ hai là địa chỉ và số điện thoại của người học vào phần người nhận. Cuối cùng là chúng ta kèm thêm các cái giấy tờ ưu tiên nếu có. Vâng ạ, cảm ơn thầy với những chia sẻ vừa rồi. Và có thể thấy là hồ sơ để chuẩn bị vào học cao đẳng, học văn bằng 2 tại trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cũng không quá là phức tạp đúng không ạ? Và nếu quý vị và các bạn chưa kịp mà tiếp nhận những cái thông tin vừa rồi hay chưa kịp ghi nhớ thì các bạn hoàn toàn có thể truy cập vào địa chỉ website của nhà trường, đó là trườngcaodangyduocpasteur.edu.vn để có thể nắm lại thông tin một cách rõ hơn. Ngay bây giờ thì hãy chuyển sang câu hỏi của bạn khán giả, bạn Trần Trâm. Bạn có hỏi là tôi đã tốt nghiệp cao đẳng kinh tế nhưng muốn học văn bằng 2 ngành đại học xét nghiệm thì có được không? Và điều kiện học văn bằng 2 đại học ngành xét nghiệm thì cần những gì ạ? Tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn. Thì hiện tại có một số trường tuyển sinh văn bằng 2 đại học xét nghiệm, ví dụ như là Đại học Y Hà Nội. Tuy nhiên thì thí sinh phải đáp ứng một số điều kiện hoặc là đã tốt nghiệp đại học chính quy, các chuyên ngành hóa học, sinh học hoặc là nhóm ngành sức khỏe thì mới được đăng ký dự thi. Trong cái trường hợp mà bạn không đúng nhóm ngành thì bạn có thể học văn bằng 2 đại học xét nghiệm y học. Bạn có thể đăng ký học văn bằng 2 cao đẳng xét nghiệm kỹ thuật xét nghiệm y học tại trường Cao đẳng Y Dược Pasteur với thời gian học là 20 tháng. Tốt nghiệp ra trường được cấp bằng chính quy và bạn có thể tiếp tục liên thông lên các cái trường đại học dược. Vâng ạ, cảm ơn thầy. Vậy là có thể nói là một cái hướng đi khác cho bạn khán giả Trần Trâm của chúng ta đúng không ạ? Và với gợi ý vừa rồi của thầy Nguyễn Hữu Định thì hy vọng là bạn Trần Trâm có thể có được những cái thông tin cho bản thân mình cũng như là có những quyết định mà bạn cho là đúng đắn nhất. Cùng đến với một câu hỏi tiếp theo ạ, một câu hỏi từ bạn Ngọc Đặng. Bạn hỏi là học văn bằng 2 cao đẳng điều dưỡng thì cần những điều kiện gì ạ? Để có thể mà học văn bằng 2 cao đẳng điều dưỡng tại trường Cao đẳng Y Dược Pasteur thì bạn có cần có ít nhất một văn bằng hệ cao đẳng trở lên của một ngành bất kỳ khác, ví dụ như là cao đẳng dược, cao đẳng xét nghiệm hoặc là không thuộc nhóm ngành sức khỏe như là tài chính, ngân hàng, kế toán, sư phạm. Sau khi là đã tốt nghiệp, bạn sẽ được cấp bằng cao đẳng chính quy chuyên ngành điều dưỡng và được làm việc tại tất cả các cơ sở y tế nào mà có sử dụng đến điều dưỡng viên. Vâng ạ, vậy là điều kiện của chúng ta rất là đơn giản đúng không ạ? Chỉ cần là bạn có một tấm bằng cao đẳng các chuyên ngành, có thể là ngoài nhóm ngành sức khỏe hoặc là trong nhóm ngành sức khỏe, và có điều kiện lý lịch cá nhân cũng như là sức khỏe tốt thì bạn hoàn toàn có thể theo học văn bằng 2 ngành cao đẳng điều dưỡng tại trường Cao đẳng Y Dược Pasteur. Vâng ạ, cùng chuyển đến một câu hỏi tiếp theo nữa, vì các bạn khán giả đang gửi rất nhiều câu hỏi về cho chương trình rồi. Bạn khán giả Thu Hằng ạ. Bạn hỏi bạn học văn bằng 2 cao đẳng dược thì có giới hạn độ tuổi không ạ? Đây là một cái câu hỏi mà rất nhiều người đang quan tâm. Thứ nhất là như điều kiện về việc học văn bằng 2 tôi đã nói là, và tôi xin nhấn mạnh ở đây là mọi thí sinh là công dân Việt Nam không giới hạn tuổi tác, là đối tượng không trong thời gian thi hành án hoặc đang trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự. Cái thứ hai, thí sinh bắt buộc phải có một văn bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên ở bất kỳ khối ngành học nào. Như vậy là bạn chỉ cần đủ hai cái điều kiện này là bạn đã đủ điều kiện để học văn bằng 2 tại nhà trường rồi. Vâng ạ, bạn khán giả của chúng ta hãy lưu ý cái thông tin này ạ. Và nếu mà có những cái băn khoăn thắc mắc nào nữa thì chúng tôi sẵn lòng có thể giải đáp cho quý vị và các bạn. Các bạn có thể comment trực tiếp dưới video này hoặc là có thể inbox gửi những cái tin nhắn riêng để chuyên viên của chúng tôi có thể giải đáp cho quý vị và các bạn một cách nhanh nhất.
Tiếp đến là câu hỏi của bạn Hoài An ạ. Bạn hỏi là học văn bằng 2 cao đẳng điều dưỡng trường mình thì có được xuất khẩu đi làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức không ạ? À vâng. Trước tiên để trả lời cho câu hỏi này thì tôi xin chia sẻ về điều kiện của những ứng viên chuyên ngành điều dưỡng muốn sang Cộng hòa Liên bang Đức. Trước đó, các bạn phải đáp ứng được những điều kiện sau đây. Thứ nhất là ứng viên phải tham gia chương trình, phải có trình độ từ cao đẳng điều dưỡng trở lên, có thì kiến thức chuyên môn vững vàng. Thứ hai, ứng viên cũng cần có trình độ tiếng Đức B2 đạt chuẩn châu Âu để có thể sang học tập và chăm sóc người già, người bệnh tại các cơ sở y tế cũng như là bệnh viện ở Cộng hòa Liên bang Đức. Ngoài ra, thí sinh tham gia ứng tuyển cũng cần đáp ứng một số tiêu chí liên quan đến sức khỏe và lý lịch để có thể làm việc tại Đức. Sinh viên theo học văn bằng 2 tại trường cao đẳng y dược Pasteur được cung cấp đầy đủ các kiến thức chuyên môn cũng như là được rèn luyện kỹ năng tay nghề, có thể thực hiện thuần thục những công việc của người điều dưỡng. Thời gian học văn bằng 2 cao đẳng điều dưỡng kéo dài từ 18 đến 20 tháng. Sau khi hoàn thành xong chương trình học thì sinh viên sẽ được cấp bằng cao đẳng điều dưỡng chính quy. Nên với tấm bằng này thì sinh viên hoàn toàn có thể học tập cũng như là làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức. Vâng, cảm ơn thầy với những chia sẻ vừa rồi. Và bạn khán giả thân mến, khi mà học văn bằng 2 cao đẳng điều dưỡng ở trường cao đẳng y dược Pasteur thì bạn hoàn toàn sau quá trình học thì bạn được cấp bằng cao đẳng chính quy đúng không ạ? Và nếu đáp ứng những cái điều kiện mà thầy Nguyễn Hữu Định của chúng ta vừa nói về một ứng viên có thể sang Cộng hòa Liên bang Đức làm việc thì bạn hoàn toàn có thể đủ khả năng và điều kiện để sang làm việc cũng như là cống hiến cho bên Cộng hòa Liên bang Đức để có được một cái nguồn thu nhập cao cũng như là một công việc rất là đáng mong ước đúng không ạ? Vâng, và bạn khán giả của chúng ta, bạn đã có thể hoàn toàn yên tâm với những chia sẻ vừa rồi của thầy Nguyễn Hữu Định đúng không ạ? Ngay bây giờ thì hãy cùng đến với câu hỏi tiếp theo ạ. Bạn Trịnh Thu Huyền có hỏi là cho em hỏi học phí học văn bằng 2 của trường mình thì là bao nhiêu ạ? À vâng, là cái mức học phí ngành kỹ thuật xét nghiệm y học cũng giống như các ngành học ở nhóm ngành sức khỏe là luôn ở mức cao hơn so với cái lĩnh vực thuộc nhóm ngành ngoài sức khỏe. Do đặc thù học của các ngành về sức khỏe luôn đòi hỏi là các trang thiết bị thực hành, hóa chất đắt tiền phục vụ cho cái quá trình học tập nên học phí của ngành từ đó cũng cao hơn. Với mong muốn đem đến cho sinh viên chương trình học tập chất lượng với mức học phí thấp nhất thì trường cao đẳng y dược Pasteur có các chương trình cân đối thu chi để hỗ trợ chi phí học tập cho học viên. Và theo đó thì mức học phí đào tạo văn bằng 2 các ngành là 800.000 đồng một tháng. Vâng, cảm ơn thông tin vừa rồi của thầy Nguyễn Hữu Định đã cung cấp. Và quý vị khán giả nếu còn những băn khoăn thắc mắc nào thì các bạn có thể một lần nữa Hồng Vân xin nhắc lại là đặt ngay câu hỏi bằng cái comment dưới video này và gửi inbox về cho fanpage của chương trình để chúng tôi có thể trả lời trực tiếp cho quý vị và các bạn. Hãy cùng đến với câu hỏi tiếp theo từ bạn khán giả Dương Phương. Bạn có hỏi là cho em hỏi chút là thời gian hết hạn nộp hồ sơ học văn bằng 2 ngành điều dưỡng ở trường mình thì là bao giờ ạ? À vâng, để đáp ứng nhu cầu học tập của đông đảo thí sinh thì trường cao đẳng y dược Pasteur tuyển sinh văn bằng 2 cao đẳng điều dưỡng năm 2017 với điều kiện thí sinh phải có ít nhất một bằng tốt nghiệp cao đẳng ở bất kỳ lĩnh vực nào thì nhà trường tổ chức xét tuyển văn bằng 2 cao đẳng điều dưỡng thành nhiều đợt trong năm. Thí sinh có thể đăng ký tuyển sinh vào bất kỳ thời gian nào khi đã hoàn thiện hồ sơ đầy đủ với các loại giấy tờ cần thiết. Thời gian đăng ký xét tuyển văn bằng 2 cao đẳng điều dưỡng cuối cùng là trước ngày 15 tháng 12 năm 2017. Sau khi đăng ký học thành công thì các sinh viên sẽ được học tập trong môi trường chuyên nghiệp năng động với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại đạt chuẩn Bộ Y tế. Thời gian học văn bằng 2 cao đẳng xét nghiệm tại trường cao đẳng y dược Pasteur là 18 tháng đối với những thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng thuộc nhóm ngành sức khỏe, 20 tháng đối với những thí sinh tốt nghiệp cao đẳng đối với những cái nhóm ngành ngoài sức khỏe. Và sau khi tốt nghiệp thì các học viên được cấp bằng cao đẳng hệ chính quy và có thể đi làm ngay hoặc tiếp tục liên thông đến các trường đại học khác nếu mà có nhu cầu. Vâng, cảm ơn thầy ạ. Vâng, và ngay khi mà các bạn đã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thì hãy đến với trường cao đẳng y dược Pasteur để có thể đăng ký trở thành sinh viên của trường các bạn nhé. Tiếp theo là câu hỏi từ bạn Ngọc Linh ạ. Bạn có hỏi là nên học văn bằng 2 cao đẳng dược ở đâu ạ? À vâng, thì khoa dược của trường cao đẳng y dược Pasteur là một nơi chuyên về đào tạo dược sĩ. Năm 2017, tuyển sinh văn bằng 2 cao đẳng dược học vào những ngày thứ Bảy, Chủ nhật dành cho những cái đối tượng người học đã tốt nghiệp, có bằng cao đẳng, đại học, chuyên ngành bất kỳ. Thời gian đào tạo 2 năm vừa làm vừa học, tốt nghiệp ra trường thì sẽ được cấp bằng dược theo quy định của luật giáo dục nghề nghiệp, đủ điều kiện liên thông dược sĩ đại học và hành nghề trong lĩnh vực ngành dược như là làm dược sĩ, nhà thuốc, mở quầy bán thuốc, làm trình dược viên OTC, ETC.
Ngoài ra thì trường Cao đẳng Y Dược Pasteur xây dựng mô hình đào tạo dược sĩ, trình dược viên gắn liền việc đào tạo lý thuyết với thực tiễn sản xuất kinh doanh của ngành dược. Nên là sinh viên mà của trường Cao đẳng Y Dược Pasteur không chỉ được đào tạo các kiến thức về tư vấn, sử dụng thuốc, dược lâm sàng, cung ứng quản lý thuốc mà còn được đào tạo cả về các kỹ năng giao tiếp bán hàng, marketing dược để ra trường nếu không muốn công việc bị gò bó trong khuôn viên quầy thuốc có thể làm trình dược viên, OTC, ETC và hoàn toàn có thể có cơ hội trở thành một doanh nhân thành đạt hoặc là một nhà quản lý giỏi. Vì vậy, nếu mà bạn còn đang phân vân thì hãy đến với trường Cao đẳng Y Dược Pasteur để chúng tôi tư vấn cụ thể hơn cho các bạn. Vâng ạ, một lần nữa thì xin được nhắc lại là nếu các bạn còn những cái phân vân và băn khoăn gì thì các bạn có thể đến với trường Cao đẳng Y Dược Pasteur để chúng tôi có thể trực tiếp tư vấn cho quý vị và các bạn. Và với cái điều kiện là khi mà các bạn muốn đăng ký học tại trường Cao đẳng Y Dược Pasteur thì các bạn cũng có thể đến trực tiếp trường, hoặc là với những bạn mà không có thời gian hay là ở xa thì các bạn có thể hoàn toàn là đăng ký trực tuyến, đúng không ạ? Và ngay sau đây thì ông Vân xin mời Thành Nguyễn Hữu Định cùng với quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi clip hướng dẫn đăng ký trực tuyến của chúng tôi. Quý vị và các bạn đã có thể nắm rõ những bước để chúng ta có thể đăng ký một cách nhanh nhất, tiện lợi nhất ở trên website của trường Cao đẳng Y Dược Pasteur. Và ngày hôm nay thì một lần nữa được cảm ơn thầy Nguyễn Hữu Định đã đến với chương trình và có những lời tư vấn, trả lời câu hỏi cho quý vị và các bạn. Dẫu biết là vẫn còn nhiều những câu hỏi nữa nhưng mà chúng ta vẫn phải kết thúc chương trình ở đây vì thời lượng có hạn. Và trước khi mà chúng ta kết thúc chương trình thì thầy có thể gửi lời chào tới quý vị khán giả đang theo dõi được không ạ? Vâng, một lần nữa thì xin gửi lời chào đến quý vị và các bạn. Và hy vọng với những thông tin mà tôi vừa chia sẻ sẽ giúp ích phần nào cho quý vị và các bạn trong con đường lựa chọn ngành học của mình. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn thầy Nguyễn Hữu Định và xin được cảm ơn sự đồng hành, quan tâm, theo dõi trong suốt thời gian qua của tất cả quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình tư vấn tuyển sinh lần sau. Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur là một trong số ít các ngôi trường cao đẳng đi đầu trong công tác đào tạo dược sĩ cao đẳng hệ chính quy trên cả nước. Với phương châm đào tạo chất lượng được đặt lên hàng đầu, Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur luôn lấy chất lượng đầu ra và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường là thước đo đào tạo. Trải qua gần 10 năm hình thành và phát triển, đến nay trường đã có 2 cơ sở tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đến năm 2017, trường mở rộng quy mô đào tạo ra nhiều tỉnh thành trên cả nước như Yên Bái hay là Đắk Lắk.